Rồi, ok. Shop Quyết Chí xin chào các bác và anh em đam mê về săn bắn mọi miền Tổ quốc các nhé. Hôm nay shop sẽ giới thiệu cho các bác khẩu FX cấu hình khá của shop nha các bác nhé. Khẩu này shop đang bán với giá là 10 triệu 100 nghìn các bác nhé. 10 triệu 100 nghìn là bao gồm phí ship COD cho các bác nhé các bác nhé. Các bác mua hàng của shop điện cho shop 2 số. Số thứ nhất là 0964404933. Số thứ hai là 0859151102 các bác nhé. Để shop sẽ tư vấn cho các bác những cây củ mà bác mong muốn các bác nhé. Các bác ngại gọi điện cho shop, kết bạn với shop Zalo hai số này các bác nhé. Shop sẽ gửi hình ảnh video những cây củi mà shop vừa lắp ráp và test thử cho các bác để các bác tham khảo xem cây củi là hợp mấy các bác và mệnh giá tiền hợp với các bác nhé. Các bác mua hàng của shop đặt cọc cho shop là 200, 300, 400 hay 500 các bác nhé. Tiền đặt cọc của các bác shop đã trừ vào tiền đơn hàng các bác nhận được các bác nhé. Shop có hai phương thức gửi đồ, một là ship COD. Ship COD là shop sẽ bao phí cho các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận được các bác nhé. Cây củi này shop sẽ chia làm 2 hay làm 3 các bác nhé. Các bác nhận được đơn nào thanh toán tiền đơn đấy các bác nhé. Và tiền đặt cọc của các bác shop đã trừ vào tiền đơn hàng các bác nhận được các bác nhé. Gửi xe là shop sẽ gửi các bác nguyên cây các bác nhé. Các bác được kiểm tra hàng nhưng chỉ kiểm tra qua thôi nhé, xem phải đúng cái cây củi mà shop gửi cho các bác không các bác nhé. Tại vì hàng rất chi tế nhị, giữ an toàn cho nhà xe, cho shop và cho các bác nhé. Gửi xe thì các bác phụ thêm phí cho shop là 200, 300, 400 hay 500 tùy từng thời gian các bác nhé. Vì cước gửi xe tạo rất chi là đắt các bác nhé. Sau đây shop sẽ giới thiệu cho các bác cấu hình của cây FX này các bác nhé. Giảm thanh là giảm thanh FX iGun các bác nhé. Kính là kính BSA 4-14x44 các bác nhé. Chống rung, chống giật, chống nhảy tâm các bác nhé. Bình là bình nhôm đít tròn, sơn phủ lớp trong lớp ngoài các bác nhé, 0.35 các bác nhé. Combo quy sói các bác nhé. Van là van DREM 7075 các bác nhé. Van này thì có chỉnh áp bên ngoài, có ốc chỉnh áp bên ngoài các bác nhé. Các bác muốn tăng hay giảm thì chỉnh cái ốc bên ngoài các bác nhé. Báng là báng gỗ liền khối các bác nhé. Báng gỗ liền khối. Khẩu này shop đảm bảo với các bác là bắn 80 đến 100m là nhặt cò các bác nhé. Các bác đang xem video thích cây củi là điện cho shop 2 số. Số thứ nhất là 0964404933. Số thứ hai là 0859151102 các bác nhé. Shop sẽ lắp ráp test thử ok rồi gửi cho các bác và quay video gửi cho các bác nhé. Cây củi này shop sẽ tặng các bác một hộp đạn có 250 viên đến 300 viên các bác nhé. Và một vỉ cài đạn các bác nhé. Vỉ cài đạn là 11 viên. Các bác cho 11 viên vào đây và cài vào chỗ khi lên cò các bác nhé. Khi hết các bác lại cho đạn vào đây và cài vào đây tiếp các bác nhé. Đỡ phải cài một viên một các bác nhé. Các bác đang xem video của shop, yêu quý shop, cho shop xin một like và đăng ký kênh để mỗi ngày shop có động lực làm video tốt hơn. Và khi shop quay video những cây củ nào các bác sẽ nhìn thấy và tham khảo các bác nhé. Em cảm ơn các bác đã dành chút thời gian để xem video của shop. Chào các bác.